Chị ơi, đặt đặt tên wifi là gì? Chị muốn đặt cho nó một cái tên, để tên là gì? Không. Liệu á? À. Hàng ngày tháng năm sinh nhé. Chị đọc cái số đi. Hả? 01239 112 145 0115 đấy. Số điện thoại là 115 đấy. Cái số của chị đi nhỉ? Cái số của chị đi. Tôi ngày tháng năm sinh của cô này thế rồi. Hả? Ngày bao nhiêu? Ngày 0308 năm 2005. Đây là cái mật khẩu nhà mình. 0308 2005 nhá. Không, ngày tháng năm sinh là nhớ hết mà. Ngày sinh mà không nhớ nữa thì phố ở đâu, người ta nhà nào không bắt, người ta dùng chùa. Đây chúng ạ. Chào.